xin trân trọng kính chào cô chú và các anh chị, chúc cô chú và anh chị buổi trưa vui vẻ. Hiện tại là mình toàn đang lưu thông ở trên cái cầu vượt qua ngã tư Sở và hướng của mình toàn lưu thông từ đường Tây Sơn xuống dưới Man Hà Đông. Trên trục đường này mình toàn sẽ gửi một số hình ảnh gửi đến cô chú và các anh chị, giúp cô chú anh chị hiểu thêm về cuộc sống Hà Nội cũng như là Hà Nội ngày nay nó như thế nào. Và chúng ta đang lưu thông ở đến cái ngã tư gọi là ngã tư Sở, một trong những cái điểm khá là nổi tiếng khi cô chú và chị nghe đến Hà Nội. Hà Nội giờ này là đang gần chính trưa, chính vì thế mà mật độ giao thông rất là ít, tình trạng tắc đường cũng có mấy. Chứ còn vào những giờ cao điểm thì Hà Nội tình trạng tắc đường càng thường xuyên. Trước mặt chúng ta là cái khu đô thị của Bắc Ninh. Trước đây khi mà mới xây dựng xong, khu đô thị này là một trong những khu trung tâm mua sắm lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng bây giờ thì biết là còn lớn nhất Đông Nam Á nữa hay không? Ta vào đường Trần Phú thì hai đường nối liền nhau. Trên tuyến đường Nguyễn Trãi này thì thu hút rất là nhiều trường đại học đóng quân, đóng đô ở trên tuyến đường này, ví dụ Đại học Hội Nhân Văn, Đại học An Ninh, Đại học Hà Nội, Học viện An Ninh, Học viện Cán bộ Đô thị Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông, rất là nhiều trường đại học, cả Công đoàn nữa, vân vân. Và chúng ta cũng đang lưu thông ở trước một cái khu mà nếu mà cô chú anh chị mà đi đường thì cô chú anh chị sẽ cảm nhận được cái mùi thuốc lá rất là nồng nặc khi mà chúng ta đi qua khu vực này. Đó là chúng ta đang lưu thông qua cái nhà máy thuốc lá Thăng Long và công ty giày Hương Đình ở bên tay trái của chúng ta. Là của chú anh chị thấy cuộc sống của Hà Nội ngày nay như thế nào, nếu mà ai có những nhận xét gì về cuộc sống Hà Nội thì xin để lại bình luận ở dưới video này. Nếu mà để cho sống Hà Nội thì tôi các bạn sinh viên sau này học ra có biết là có ở lại Hà Nội không nhỉ? Nếu mà có điều kiện hay là các bạn thích những cái nơi mà nó yên tĩnh hơn ở Hà Nội thì có nhiều người bảo Minh Toàn là Hà Nội khá là ngột ngạt bởi vì cái lượng người rất là đông. Những
ta đang đi xuống dưới đường hầm qua cái ngã tư Khuất Duy Tiến. Và hiện tại đây đường hầm này, đi đường ở trong hầm thì có chú anh chị chú ý, ở Hà Nội này như toàn đã nói là rất là nhiều sinh viên và cũng rất là nhiều người không tuân thủ giao thông. Vì thế mà có những cái lúc mà có những người đi ngược chiều thẳng ở trong hầm này, chúng ta vào trong hầm buổi tối, chúng ta có thể là bị những cái vấn đề không mong muốn ở trong hầm. Phố mà vừa qua hầm ở đây thì tôi cũng chỉ thấy nổi lên là cái khu phố bán các cái đồ như tủ, bàn ghế, và chúng ta sẽ lúc lượt sẽ đi qua một cái chợ gọi là chợ đêm sinh viên Phùng Khoan. Chợ này thì bán quần áo và các đồ ăn vặt cho sinh viên rất là nhiều. Ban đêm thì hút hầu hết các sinh viên, nếu mà sinh viên ai ở các cái trường ở trên trục đường này ít nhất một lần qua cái chợ sinh viên này. Chúng ta đang được nhìn thấy cái đường ở trên cao, đường sắt này gọi là đường sắt Cát Linh Hà Đông. Về cái trục đường này thì chậm tiến độ rất là lâu rồi, và chính đường này là không chính là thẳng trạm rất là nhiều nước trong khu vực đất thời vừa rồi, và đến nay thì vẫn chưa đi vào hoạt động. Dự kiến là đầu 2019 là đầu tiên đường hoạt động. Đường này là đường tàu sắt trên cao nối liền Cát Linh Hà Đông. Dài của nó là 13 km. Quận Thanh Xuân và quận Hà Đông chỉ cách nhau một cái cột mốc thôi, quận Thanh Xuân. Bây giờ chúng ta đang ở đất này là đất của quận Thanh Xuân, nhưng mà khoảng 100 mét nữa thôi trên khu vực này là chúng ta đã bước sang quận Hà Đông. Xanh kia là học viện điều trị tâm thông. Đây là cổng học viện điều trị tâm thông. Trước mặt là một cái bệnh viện, ta có thể nhìn thấy một số cái tòa nhà, tòa nhà vừa mở ra rất là quan trọng, còn cần cái này luôn.
ta lên trái là đi sang bên kia, bên phải là đi vào trong thành, còn gọi là được 300 mét. Khi về với Hà Nội là mình mới chỉ không biết cẩn thận nữa, các cái tuyến xe buýt như này Hà Nội được gọi là khu phần đường phố, đang đi trên đường thấy vòng một phát là vào trong toàn có một số cái video về Hà Nội rồi, nếu mà quý vị quan tâm đến Hà Nội thì mong quý vị xem thêm và đọc cái những cái khá tả của ngày này ở kênh của chúng ta xem. Video này thì toàn xin phép dừng ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.